Thân chào mấy anh em đam mê xe Mobilet nha. Hôm nay tiếp tục mình mới về mẫu xe Mobilet AV85 1959. Màu này là màu xanh cũ lông, kết hợp với viền trắng. Các cụm rồ trên xe đều là xi trắng rất là đẹp. Mình quay tổng thể cho mấy anh em xem nha, và thử các chức năng hoạt động cho mọi người tham khảo. Đây là công tắc đèn xe nè. Đây, trên xe các bộ phận trên xe đều cứng cáp, rất là chắc chắn. Máy rất nổ, rất là giòn nha. Mình chuyển lửa IC hết rồi, nên là anh em đi xa rồi rất là ổn định, rất là ok. Phần này phần bánh trước của xe, còn phần này là phần máy. Mình vẫn sử dụng động cơ máy mới cho anh em ổn định nha. Đây, gai cho anh em xem nha, rất là ok. Phần phía sau xe thì mình có thêm cái mẫu xe này, nó có một cặp hụt nhún nha. Ví dụ mình đi xe hoặc mình chở thêm một cái người quen, người thân gì, nó vẫn ok, rất là êm. Đây là túi da, hai bên là hai cái ốp sườn xe, phần sau là phần ba ga, tạo nên cái xe mình rất là mạnh mẽ, rất là chắc chắn nha, rất là đẹp. Đây là tổng thể của cái xe, mình quay lại cái máy cho anh em xem nha. Đèn zin, đây là ga, tiếng máy rất là ok. Thắng mình đã kiểm tra rất là an toàn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình. Anh em có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà.